thịt xào là món bún khô, tức là khi ăn sẽ được chan nước mắm vừa đủ để thấm vị, chứ không cần nước lèo để húp chung. Bún thịt xào là hương vị quen thuộc trong nhiều gia đình ở miền sông nước, do bà nội trợ làm nên để đổi món cho bữa cơm hàng ngày, hay những bữa họp mặt hoặc khi nhà có công chuyện mừng. Bởi món bún này chuẩn bị cũng nhanh lẹ mà ngon lành, dễ ăn, dễ nuốt, lại no bụng, và đặc biệt là không ngán và cũng không mất quá nhiều thời gian để nấu nướng. Thịt xào muốn ngon thì nên lựa thịt thăn heo hay nạc dăm, sẽ mềm béo mà không bị khô. Thịt sắc ngang sớ, sau đó ướp đều tỏi tiêu cùng gia vị và xíu nước mắm ngon thì để một hồi cho thấm. Trong lúc này bà nội trợ sẽ quay ra chuẩn bị các nguyên liệu khác. Củ hành trắng lột rửa sạch thì sắc muối nhỏ nhỏ vừa ăn. Củ cải đỏ sắc sợi nhuyễn, giá rau sống đem lạc rửa sạch sẽ. Dưa leo gọt vỏ, sau đó bầm ra để sẵn, rang thêm nhúm đậu phộng cho vàng nữa. Căn bản xong xuôi rồi đó. Bây giờ quay ra làm tô nước mắm thiệt ngon ngang. Tỏi ớt bầm cho nhuyễn, nhớ phải có nhiều tỏi, nhiều ớt thì khi ăn cay cay thơm thơm nó mới đã. Lấy cái tô dừa, pha chanh đường và nước mắm cùng tỏi ớt, sao cho vừa chua ngọt lại mặn mặn, đậm đà là được. Bà nội trợ khéo tay còn có bí quyết riêng cho món nước mắm chua ngọt này nữa đó. Thay vì pha bằng nước chanh được vắt ra, thì người miền quê sẽ khéo léo lấy mũi dao nhọn đem tách muối trái chanh để lấy từng tép chanh nhỏ nhỏ dằm chung. Vậy là trong tô nước mắm, khi pha xong sẽ nổi lên trên mặt không chỉ là tỏi ớt với màu trắng màu đỏ hấp dẫn, mà còn có những tép chanh trong bóng càng đầy nước ở trong nữa đó. Chuẩn bị xong xuôi hết rồi, đơm sẵn bún và giá, rau sống ra tô đi. Mấy chú, mấy bác phụ dựng nhà bếp cũng đã thấm mệt. Và tới giờ nghỉ trưa, mấy đứa nhỏ thì cũng đã kêu đói. Vậy là bà mẹ quê lẹ làng nhúng lửa, rửa cái chảo bắt lên bếp rồi xào lẹ để có liền món ngon cho mấy ông ăn lấy sức. Chảo nóng rồi chế dầu vô. Dầu sôi mới bỏ thịt vô xào cho nhanh tay. Thịt chín tái thì trút củ hành trắng và củ cải đỏ vô xào chung. Tới khi thịt vừa chín, các nguyên liệu khác cũng vừa mềm thì mau mau trút ra tô đã đơm bún sẵn. Chan nước mắm vô, rắc thêm đậu phộng, sau đó lấy đũa trộn đều lên là thưởng thức liền được rồi đó. Thịt xào nóng hổi, thổi thổi rồi hãy ăn ngang. Món này ngon là nhờ vào sự kết hợp của nhiều nguyên liệu và quan trọng là nước mắm. Thiệt vậy, nước mắm chua ngọt cay cay, thơm thơm, đậm đà, khi chan vô bún và ăn thì còn có khi nhai trúng tép chanh ngậm đầy nước mắm. Cảm giác vừa lạ lạ lại sướng miệng vô cùng. Từng cọng bún trắng tươi được áo đều bởi nước mắm màu vàng nâu, từ đó mà tăng thêm mùi vị, đậm đà hơn, hấp dẫn hơn và khiến người ăn cũng thấy thỏa lòng, thỏa dạ nữa. Nhờ sự khéo léo của người nội trợ nhà quê, bữa nay cả nhà được đổi món. Có mấy tô bún thịt xào dọn lên vẫn còn nóng hổi, kế bên là rổ rau sống, dưa leo và giá đầy vung lên, lại thêm điểm nhấn là tô nước mắm chanh, tỏi, ớt kích thích vị giác con người. Ngon gì mà ngon quá đi thôi. Mỗi khi bà hay má mần món bún thịt xào này thì tụi nhỏ trong nhà khoái lắm. Cứ thấy má bắt chảo lên bếp là mỗi đứa đã xí phần sẵn cái tô bún của riêng mình. Sau đó tự tay bưng tô bún đứng xếp hàng ở kế bên má để đợi phần. Đứa nào đứa nấy cứ ngóng vô từng động tác xào thịt. Mùi thơm của thịt bay ra là nuốt nước miếng ừng ực, nhìn cưng gì đâu hà. Xong rồi đây, con út, con ba, con hai kê cái tô vô, nội bỏ thịt cho nè.
Nhận phần xong thì qua chan nước mắm, rắc đậu phộng, rồi mạnh đứa nào đứa nấy và bún trong tô của mình một cách mê mẩn. Nhìn mấy đứa nhỏ ăn ngon lành là người lớn tự nhiên cũng thấy vui lây, cưng hết sức. Thường ngày nào cũng ăn cơm, nay được đổi qua món bún thịt xào lạ lạ miệng nên ai ăn cũng thích. Món này dễ làm và rất dễ ăn, hợp khi ăn trong bữa sáng, bữa trưa hay cử chiều. Đặc biệt là những ngày miền Nam nắng nóng mà có tô bún thịt xào là mọi sự mỏi mệt và cái oi bức của tiết trời đều bị sự ngon lành của món bún này xua tan đi đâu mất. Cổng bún thì dai dẻo, rau sống, rau thơm, dưa leo, giá thì thanh mát, thịt xào mềm lại thánh vị, còn nước mắm thì đậm đà vừa ăn. Tô bún với vị mặn ngọt hài hòa khiến cho người ta cứ trộn, cứ gấp, cứ ăn say sưa, nhiệt tình. Ăn hết tô này là lại đôm liền tô khác để ăn cho nó đã. Bún thịt xào ở miền đất phương Nam, nó ngon là điều mà ai cũng biết rồi, và bên cạnh đó, nó còn đẹp nữa chứ. Thiệt vậy, cứ thấy tô bún đem ra, có đủ mọi màu sắc hài hòa. Màu trắng của bún, màu nâu xám của thịt, rau thì xanh, tỏi ớt màu đỏ, là bất kỳ ai, dù vẫn còn no hay đang đói bụng, cũng sẽ thấy tựa nước miếng, rồi cứ muốn bưng một tô, gấp liền đũa bự và vô miệng, để cảm nhận được tất cả mọi mùi vị và tận hưởng sự sung sướng của vị giác khi nếm được vị ngon của một món ăn bình dân thôi, mà đủ sức chinh phục biết bao con người. Có thể nói món bún thịt xào là món ăn dễ tìm kiếm nguyên liệu nè, dễ nấu và dễ ăn, và cũng dễ khiến cho người ta cứ hễ ăn là ghiền là nhớ. Nhớ ở đây là nhớ cọng bún trắng trắng, dẻo dẻo thơm thơm mùi đồng ruộng quê hương. Nhớ miếng thịt có vị ngọt xào chung với củ hành, và nhớ cái giò ngọt của dưa leo, cái thanh mát của rau sống quen thuộc. Và nhớ nhất là cái vị nước mắm chua chua ngọt ngọt cay nồng hài hòa kích thích vị giác. Tất cả những cái thứ đó nó trộn chung trong một cái tô nhỏ nhỏ thôi, không quá cao sang nhưng cũng không hề đơn giản. Nó đủ khiến cho con người ta vừa cảm thấy no nê, vừa thỏa mãn cơn ghiền.